Chào mừng các bạn quay trở lại Vlog của mình là Phong đây. Chắc hẳn là các bạn cũng không xa lạ gì với con Galaxy M20 mình đang cầm trên tay phải không nào. Thì đây là một con máy có thể nói là ngon trong tầm giá. Tuy nhiên thì có một điểm mình nghĩ rằng là các bạn cũng khá là băn khoăn, đó là công nghệ màn hình POS TFT LCD ở trên con M20 này có ngon hay là không. Thì trong video này hãy cùng mình đi làm rõ điều này nhé. Và nếu như các bạn đã quan tâm chiếc Galaxy M20 đang rất là ngon trong tầm giá này thì có thể tham khảo tại website của Cellphone.S đang có mức giá rất là tốt. Mình sẽ để link bên dưới cho bạn nào muốn tham khảo nhé. Và nghe đến cái tên TFT ở trong cái màn hình POS TFT LCD ở trên con M20 này thì mình nghĩ rằng là có khá là nhiều bạn gọi là có một cái suy nghĩ xem rằng là nó có cùi bắp như những cái màn hình TFT ở trên thị trường hiện tại hay không. Thì để mà làm rõ vấn đề này thì đầu tiên hãy cùng mình đi tìm hiểu xem là chúng ta có những cái loại tấm nền nào ở trên thị trường nhá. Thì thời điểm hiện tại chúng ta có những cái tên quen thuộc có thể kể đến, đó là OLED, AMOLED, Super AMOLED và màn hình IPS. Tuy vậy thì vẫn có một loại màn hình với cái nền tảng mà người ta thường sử dụng trước đây, đó chính là màn hình TFT LCD hay còn được gọi là TNTFT LCD. Xong, qua từng năm thì TFT đã không còn chỗ đứng trên thị trường và IPS cũng như là AMOLED thì lại vô cùng phát triển với nhiều ưu điểm về màu sắc cũng như là tiết kiệm điện năng tiêu thụ. Đến năm 2010 thì Samsung đã giới thiệu một công nghệ tấm nền mới mang tên là POS hay còn được gọi với cái tên đầy đủ là POS TFT LCD. Đây là một công nghệ được tạo ra để cạnh tranh với công nghệ IPS và công nghệ TN cũ. Nghe đến đây thì các bạn cũng đã phân biệt được rằng là chúng ta có hai loại công nghệ tấm nền cũng là TFT, đó là POS TFT LCD và TN TFT LCD. Vậy thì hai cái này nó có khác gì nhau? Thì đối với công nghệ TNTFT LCD hay còn được viết ngắn gọn là TFT LCD thì đây là loại màn hình sử dụng bóng bán dẫn dạng phim mỏng với đèn nền phát sáng thông qua các điểm ảnh. Và cái khuyết điểm lớn nhất của công nghệ màn hình TFT này là cái việc tiêu hao điện năng rất là nhanh cùng với cả hạn chế về góc nhìn. Người dùng thì bắt buộc phải nhìn thẳng vào màn hình mới có thể thấy rõ nét được những cái chi tiết. Và đây là công nghệ đã được áp dụng trong những chiếc smartphone từ năm 2005 và vẫn được sử dụng cho những dòng điện thoại phổ thông và giá rẻ ở thời điểm hiện tại, bởi vì cái ưu điểm của nó là giá rất là rẻ. Mặc dù là đã có nhiều nhà sản xuất như là Sony đã từng trang bị màn hình TNTFT LCD loại cao cấp cho những chiếc điện thoại đắt tiền của họ trong quá khứ, nhưng mà điều này thì không thể phủ nhận được rằng là TNTFT LCD có chất lượng hiển thị không thể nào sánh bằng được với cả IPS LCD. Vậy thì cái màn hình POS TFT LCD được trang bị ở trên cái chiếc M20 này là gì? Thì loại màn hình này như mình đã nói ở trên thì được giới thiệu vào năm 2010. Và ở những cái thời điểm ban đầu thì tấm nền này được xếp ở giữa IPS và TN. Về cơ bản thì PLS vẫn phát triển từ màn hình TFT truyền thống với độ sáng cao hơn 10% so với cả màn IPS. Đồng thời thì chất lượng hiển thị cũng là tương đương so với cả màn IPS. Với cái tấm nền POS này thì các tinh thể lỏng luôn được làm dọc trên cùng một mặt phẳng, tương tự với cả màn hình IPS. Nhưng mà POS khác IPS ở chỗ là vì POS sử dụng điện trường dọc và điện trường ngang để dẫn động chuyển động song song của tinh thể lỏng. Và trên IPS thì sẽ là sắp xếp theo hàng ngang chứ không phải hàng dọc. Như vậy thì cái màn hình POS TFT LCD ở trên chiếc Samsung Galaxy M20 này không phải là cái màn hình TNTFT thế hệ cũ, cái màn hình TFT cùi bắp mà các bạn thường hay nói, mà đây là một cái màn hình kiểu mới và nó có cái chất lượng không hề thua kém gì so với cả màn hình IPS. Vậy thì tại sao Samsung lại sử dụng cái tấm nền POS ở trên chiếc Galaxy M20 này? Thì đó là bởi vì cái tấm nền POS đã khắc phục được những cái vấn đề về góc nhìn hạn hẹp của màn hình TFT. Độ sáng thì cũng cao hơn đến 10% so với cả màn hình IPS mà lại có cái giá thành sản xuất rẻ hơn đến 15% so với cả các tấm nền khác. Nên là rất phù hợp với cả dòng sản phẩm tầm trung, ví dụ như là chiếc Samsung Galaxy M20 này. Và trước Galaxy M20 thì cũng có chiếc Galaxy Z7 RAM đã được sử dụng tấm nền POS. Đây là một giải pháp mà mình thấy rằng là rất là hợp lý, bởi vì nó giúp giảm giá thành sản phẩm tầm trung và từ đấy thì giúp Samsung có thể tối ưu hóa chi phí để giúp những cái phần khác ở trên sản phẩm của mình tốt hơn. Ví dụ như là các bạn sẽ có một viên pin lớn hơn hay là cấu hình tốt hơn hoặc là camera tốt hơn ở trên chiếc Samsung Galaxy M20. Và mình đánh giá cao cái trang bị màn hình POS ở trên chiếc Galaxy M20. Vậy thì trên lý thuyết là như vậy, nhưng mà trải nghiệm thực tế là sao? Thì đối với cả cái màn hình POS trên chiếc Samsung Galaxy M20 thì phải nói là đây là một cái màn hình mà rất là ngon trong tầm giá. Ngon ở chỗ là các bạn có thể thấy rằng là góc nhìn rất là rộng và nó không bị thay đổi màu sắc khi mà các bạn đổi góc máy. Và độ phân giải ở trên cái chiếc M20 này thì cũng là độ phân giải Full HD Plus, mật độ điểm ảnh là 409 PPI, ngang bằng với cả chiếc Redmi Note 7 của nhà Xiaomi. Và nó không hề có hiện tượng bị rỗ. Độ sáng mình đo được thì cũng là 495,5 nit. Và M20 thì cũng thể hiện màu đen rất là tốt với cái thông số trường sâu của màu đen là 0,375. Về độ lệch màu thì delta E trung bình của M20 là 5,4 và delta E
tối đa là 12.4. Thông số này thì gần giống với cả màn hình ở trên chiếc Xiaomi Mi 8 Lite. Nhìn chung thì màn hình của chiếc Samsung Galaxy M20 được xếp vào dạng đẹp mắt ở trong tầm giá. Nó không quá rực rỡ nhưng mà nghĩ rằng là nó rất là đủ dùng và nó không hề thua kém gì so với cả những chiếc điện thoại sử dụng màn hình IPS ở cùng tầm giá. Mặc dù là mình thấy nó cũng hơi ám xanh nhẹ. Tổng kết lại thì đối với cả chiếc Samsung Galaxy M20, các bạn sẽ có một cái màn hình đó là POS TFT LCD, không phải là TN TFT LCD cùi bắp như những cái sản phẩm giá rẻ trước đây. Cái thứ hai đó là về chất lượng thì nó cũng không thua kém gì so với cả những chiếc màn hình IPS ở những chiếc smartphone cùng tầm giá. Và nói chung là đây là màn hình xịn đấy, mình đánh giá là như thế. Các bạn hãy yên tâm với độ tín đi. Vậy thì các bạn nghĩ sao về cái công nghệ màn hình mới này? Các bạn nghĩ rằng là nó có phổ cập ở trong những cái chiếc điện thoại tầm trung trong tương lai không? Thì có thể để comment dưới cho mình biết nhá. Và nếu như thấy hay thì đừng quên nhấn like, subscribe cũng như là nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ các video mới nhất của Relax. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Ok. Có nhận xét về tờ màu sắc không? Hơi nhợt nhạt. Có. Đó là cái thông số. Hơi nhợt.